chào cả nhà mình đến với kênh Biết Hát Vlog nhà. Bây giờ Biết Hát Vlog xin mời mọi người chúng ta cùng nhau nấu món bún riêu cua đồng. Đầu tiên là Xuyên sẽ ướp thịt, ướp chân giò và sườn. Mình ướp khoảng 5 phút. Bây giờ mình cho cái chảo lên bếp cho nóng. Đặc biệt là phải nóng nha mọi người. Bây giờ mình bỏ một xíu hành, một xíu tỏi vô nè. Mình phi lên cho nó thơm. Bây giờ là nó hực cái mùi thơm lên rồi. Thơm quá, bây giờ mình đổ thịt vô. Cho thịt vào mình xào sơ một cái cho nó săn lên nha mọi người. Ngày hôm nay anh chị hai sẽ tài trợ hết cái nồi bún riêu này luôn. Anh chị em mình chỉ lại nấu nướng và ăn rồi chơi văn nghệ thôi mọi người. Thấy anh chị hai ngon không? Wow. Bây giờ là 12 giờ trưa. Bếp phó của em đã thức dậy thưa mọi người. Bây giờ là bé An sẽ hơi giấc bọt phụ em nó. Rồi sáng giờ là mọi người thấy bé An công trận dữ dằn chưa? Bây giờ tới cái bước kế tiếp là mình sắc cà chua hạt lựu. Mình để lên bếp mình xào nha mọi người. Mình xào cho nó khoảng 5 phút cho nó ra màu. Tại vì Xuyên thích nấu lấy cái màu cà chua nó rất là đẹp, rất là tự nhiên. Rồi bây giờ mọi người thấy cái màu cà chua bỏ vô nồi bún riêu nó đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn. Bây giờ mình bỏ huyết vô. Bỏ huyết vô cho nó thấm huyết nha mọi người. Đó mọi người thấy em trưng bày cái bàn thiệt là đẹp không? Màu sắc rực rỡ. Bây giờ bé An sẽ bỏ mọc vô nha mọi người. Đây là thịt bằm á. Mình trộn với lại tôm khô với lại thêm một ít gia vị nữa để cho nó ra giống như cái mọc vậy đó. Nhưng mà mọc thì thường thường người ta sẽ cho thêm cái nấm mèo. Mà ở đây thì mình sử dụng ở nhà cho nên mình không có cho nấm mèo. Mọc nhìn ngon quá. Thì muốn ăn phải lăn vào bếp thôi. Muốn ngon thì phải chịu cực thôi. Mà thấy mình bảo ngon không? Dối gì mà dối thấy sợ thiệt. Thank you.
Em nói vậy? Chuyên nghiệp mà cũng vô là chuyên nghiệp. Thứ hai ăn tô đi thứ hai. Cái gì vậy? Nhà thu đâu ta? Chị hai nghe điện thoại, chị hai ra liền. Cho một miếng mọc vô. Và hủ, và chua. Cái gì cho nhiều món chẳng lắm á. Nhiều lắm á, nhiều tắp đi nhiều lắm. Xíu nữa qua bỏ miếng ớt vô nè. Rồi. Cái nhà mắm tôm rất là hấp dẫn. Mình sẽ thêm một ít mắm tôm lên đây. Này có cua. Có chứ. Tại là tôi đi mò ai đêm mà bắt ai đêm. Hôm nay mò nguyên đêm hôm. Hai ký mấy. Mò nó cua mà có ốc không này. Ốc chai ra cũng được hả? Ăn tô này hỏi ăn tô nữa nha. Ngon nè. Ngon nè. Ngon nè. Ngon em không cần em phải sợ hợp tay giác con bột thôi. Gấp mít sườn, bỏ mấy cục sườn á, cục sườn ngon á. Em không thấy cục sườn nào hết trơn. Nó nát, múc dưới lên, múc dưới lên. Đấy, hãy dưới lên, lấy sầu dưới. Không có dám múc mạnh. Đây, thả ra. Ê, da heo ngon á chị. Không. Ừ, đem kiếm cái này nè. Ăn rồi, da heo. À. Ừ. Còn sườn, lấy đem lấy cho. Ừ. Còn. Nè. Trời má ơi. Rồi nhiều nữa nghỉ ngang đừng ăn nữa nha. Ăn này về xong vẫn đói 2 ngày chứ kìa. Giải uống cái ta. Oh,
hồn dáng dâu dẫn ta